Sơn Phan Còn, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Còn. Chúng tôi cũng nói để mọi người hiểu và thông cảm. Chúng ta cũng không thể nào để mà tôi nghĩ ở trong đầu trong tôi cũng như về chuyên môn ấy, so sánh với đối phương ấy, thì rõ ràng chúng ta thua đối phương rất là nhiều đấy. Thì tôi nghĩ là rất là khó khăn với đội tuyển nữ chúng ta. Tôi nói thế cũng mong mọi người, mọi khán giả, cổ động viên của Việt Nam chúng ta hết sức thông cảm với đội nữ chúng tôi. Bóng đá có thể thắng, có thể thua, nhưng chúng tôi hãy ngẩng cao đầu về những cái trận đấu tới đây. Trước vòng playoff của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Australia, trước cơ hội lịch sử, tấm vé đến Olympic chưa bao giờ ở gần chúng ta như thế, thì thay vì những khẩu hiệu chiến thắng, huấn luyện viên Mai Đức Chung lại có một lời phát biểu không khác nào một lời xin lỗi sớm với người hâm mộ, để những người hâm mộ chuẩn bị tinh thần cho một thất bại. Ở vị trí của ông mà phát biểu trước trận đấu như vậy thì liệu có nên hay không? Như thế là quá bi quan hay là khiêm tốn tự lượng sức mình? Phát biểu này khiến chúng tôi rất chú ý trong tuần qua, vì thực ra những câu hỏi đó chúng tôi cũng nhiều lần đặt ra cho chính mình mỗi khi thể thao Việt Nam đứng trước một thách thức quá lớn. Chúng ta nên lên dây cót tinh thần cho nhau, hay là một lúc nào đó cần phải nói một câu giống như của ông Mai Đức Chung, đứng ở đây nhìn thẳng vào ống kính và nói rằng: quý vị thân mến, mong quý vị đừng buồn vì chúng ta sẽ không thể chiến thắng được đâu. Đó là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận trong những phút tiếp theo của Bình Luận Thể Thao. Muốn nhận xét phát biểu của ông Mai Đức Chung là khiêm tốn hay là tự ti thì đầu tiên phải nhìn từ thực tế là khoảng cách thực lực của hai đội bóng là như thế nào. Kể từ khi Liên đoàn bóng đá Australia gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vào năm 2006 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 7 lần đối đầu với đội tuyển nữ Australia. Chúng ta thua cả 7 trận đấu ấy, thủng lưới tổng cộng 37 lần và chưa ghi được một bàn thắng nào cả. Lần gần nhất hai đội tuyển gặp nhau là năm 2018 ở vòng bảng của Cúp bóng đá nữ châu Á. Khi đó ông Mai Đức Chung cũng là huấn luyện viên trưởng nên chắc chắn vẫn còn rất nhớ. Và rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bây giờ như là Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hồng Nhung, rồi thì Nguyễn Thị Liễu hay là Thái Thị Thảo cũng chưa thể quên trận đấu này. Trong thế trận một chiều, những bàn thắng đến với đội tuyển Australia rất dễ dàng và hầu như xuất phát từ những đường bóng bổng. Tiền đạo đội bạn có thể đánh đầu ghi bàn, hoặc sau một vài điểm chạm thì bóng cũng tìm được con đường nào đó để vào đến khung thành. Hôm đó đội tuyển nữ Việt Nam thua với tỷ số đậm 0-8. Gần 2 năm kể từ trận đấu đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Chúng ta đã khẳng định vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á khi có thêm một tấm huy chương vàng SEA Games và một chiếc cúp vô địch AFF. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, đội tuyển Australia còn vươn lên một tầm cao mới hơn. Họ đã vươn lên vị trí số 1 châu Á và vào đến tứ kết của World Cup bóng đá nữ năm ngoái ở Pháp. Họ ở một đẳng cấp mà có đặt cả 11 người ở sân nhà để phòng ngự cũng chưa chắc đã giữ được mảnh lưới của mình. Đây là tình huống mà chỉ cần bảo vệ được mảnh lưới thêm 2 phút nữa, đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ đứng đầu bảng B và họ mới là đội bóng mà chúng ta đang nói đến trong ngày hôm nay. Cả 11 cầu thủ của Trung Quốc đã đứng ở sân nhà. Nhưng từ một pha treo bóng quen thuộc của đội tuyển nữ Australia, cầu thủ trong vòng cấm sử dụng sức mạnh để kiểm soát quả bóng rồi nhả ra tuyến 2 rất vừa tầm. 8 cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm đứng nhìn Emily Van Egmond ghi bàn từ tuyến 2. Sau trận đấu, đội trưởng Sam Kerr đã nói rằng hầu như tất cả các đội bóng gặp Australia đều chọn cách phòng ngự số đông. Thế nên đội bóng đã tập rất kỹ những bài tấn công với hoàn cảnh 11 cầu thủ đối phương ở sân nhà. Nhìn vào những con số, rồi nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, rồi thành tích, rồi cả những pha bóng cụ thể, vân vân, chúng ta cũng hình dung được khoảng cách về đẳng cấp là như thế nào. Nhưng để cảm nhận rõ ràng được sự cách biệt ấy thì chỉ có chính những cầu thủ mà thôi. Ai từng chơi thể thao đều hiểu cảm giác gặp một đối thủ vượt trội hoàn toàn là như thế nào. Chúng ta cứ nói đối thủ có thể hình, có sức khỏe vượt trội, nhưng chẳng ai hiểu điều đó hơn chính những người đã phải va chạm, phải đua tốc độ, phải tranh chấp với những cầu thủ đó trên sân bóng. Và chúng tôi đã hỏi chính những nữ cầu thủ của chúng ta, những người vừa trải nghiệm một trận đấu với một đối thủ vượt trội như đội tuyển Hàn Quốc. Và chạm với một cầu thủ mà lớn lớn như ở bên Hàn Quốc thì lúc đấy cái cảm giác của em như thế nào? Đầu tiên thì em cũng hơi sợ vì đây là cấp đội tuyển quốc gia chứ không phải là những đứa nhỏ em từng va chạm, thì
Em hơi sợ nhưng mà sau vài phút chân tính lại thì em thấy tự tin hơn. Va chạm một rất là khó nhưng mà em sẽ cố gắng chơi thôi ạ, chứ cũng khó để mà va chạm một. Mỗi lần mà tranh chấp với mấy cầu thủ đấy có khác với ở tranh chấp với cầu thủ Đông Nam Á? Dạ khác rất nhiều ạ, người ta rất là khỏe. Có một tình huống là hai đội mình có hai người mà đội người ta chỉ có một người mà người ta vẫn lướt lên, thì cái đấy bọn em cần phải điều chỉnh lại ạ. Khác thì khác một trời một vực chứ ạ. Tại vì mình là Đông Nam Á thì đá với Đông Á thì nó lại khác, còn đá với châu Á hay là hoặc như mấy đội khác thì nó thực ra là nó quá mạnh. Kiểu mà khi va vào các cầu thủ đấy thì cảm giác như cảm giác mình giống như mình muốn văng vậy. Nhưng mà thật ra đối với Kiều thì Kiều thích đá với đội mạnh hơn. Nó sẽ biết mình tới đâu và mình học hỏi người ta nhiều hơn. Phải nói là vào đến vòng loại cuối cùng của Olympic rồi thì mọi trận đấu đều có thể là những trải nghiệm như vậy cả. Hãy xem bảng xếp hạng bóng đá nữ của châu Á hiện tại theo FIFA thì đội tuyển Việt Nam chỉ kém đội tuyển Hàn Quốc có một bậc mà thôi. Nhưng một bậc ấy là một khoảng cách rất dài về trình độ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tất nhiên hiểu rất rõ điều ấy. Trước trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, ông đặt ra 3 mục tiêu cụ thể cho các học trò của mình. Vừa rồi đấy, khi trận cuối cùng của cái vòng bảng A chúng tôi đã gặp Hàn Quốc, chúng tôi đưa ra 3 mục tiêu. Cái thứ nhất là chúng ta không bị thẻ vàng. Cái thứ hai chúng ta giữ được không chân tay và không bị chấn thương. Và cái thứ ba là chúng ta giảm bớt cái bàn thua. 3 cái điều mới của cái trận Hàn Quốc chúng tôi đã làm được. Và một cái điều nữa chúng tôi đã làm được là chúng tôi đã có sắp xếp những vận động viên trẻ U19 mới lên đội lần đầu tiên thi đấu ấy, thì là được thi đấu cọ sát với đối tượng rất là cao như vậy đối với đội Hàn Quốc. Thì ngược lại đối với trận Úc lần này ấy, chắc là chúng tôi cũng phải thi đấu với cái tinh thần như vậy. Nhìn lại những diễn biến của trận đấu để thấy những mục tiêu đó đã được hoàn thành như thế nào. Đầu tiên là hạn chế thẻ phạt. Trong cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã phạm lỗi tới 9 lần nhưng chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng. Nhìn biểu đồ này có thể thấy 9 điểm phạm lỗi màu vàng ở khá xa so với khung thành ở phía dưới. Các cô gái của chúng ta tránh tham gia vào những pha tranh chấp 5-5 thua với đội bạn, đặc biệt là ở gần vòng cấm đội nhà. Những quả phạt mà chúng ta đối mặt vì thế cũng ở đủ xa để những cú đá thẳng không gây được khó khăn cho khung thành. Mục tiêu hạn chế bàn thua cũng có thể nói vì thế mà hoàn thành. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đáng khen với những pha can thiệp hợp lý. 2 bàn thua chỉ đến từ những tình huống sút xa và một tình huống xử lý quá đẳng cấp. Cuối cùng, mục tiêu tránh chấn thương trong một cú đua thể lực không cân sức cũng đã được hoàn thành. Và có thể nói, trận thua này không có gì đáng trách cả. Chúng ta thua chỉ vì đội bạn xuất sắc mà thôi. Có thể thấy rằng biết tự lượng sức mình để đặt ra những mục tiêu phù hợp về chuyên môn, thì ngay từ cả những trận thua đậm, chúng ta cũng có thể thu được những điều bổ ích. Thực tế, sự khiêm tốn không phải là tự hạ thấp mình, mà là biết được mình đang ở đâu để có thể bước lên cao hơn. Và thậm chí còn là một cách để tự hào nữa ạ. Hãy coi như là 5 đội bóng xếp phía trên chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA đã ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với phần còn lại của châu Á đi. Vậy thì trong phần còn lại ấy, Việt Nam là đội duy nhất còn đang thách thức nhóm hàng đầu để giành vé đi Thế vận hội. Chúng ta vẫn ở đây, có những người khác thì họ đã về nhà rồi thưa quý vị. Nếu đội tuyển bị loại từ vòng trước thì hôm nay chúng tôi còn chẳng được đứng ở đây để nói về đội tuyển Australia nữa. Đây là những trải nghiệm mà như huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói, có tiền cũng chẳng mua được. Và chúng tôi nói rằng những trải nghiệm này chính là những thứ đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong 3 năm qua và vươn lên số 1 khu vực Đông Nam Á. Quý vị có tin không ạ? Năm 2016, vòng loại Olympic môn bóng đá nữ có 6 đội diễn ra theo thể thức đá vòng tròn. 6 đội đó gồm Việt Nam và 9 năm đội bóng đang xếp trên chúng ta ở bảng xếp hạng FIFA châu Á là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Khi đó thì Việt Nam đang xếp thứ 7 châu Á. Ở giữa chúng ta và nhóm 5 đội bóng hàng đầu này chính là đội tuyển Thái Lan. Với thể thức vòng tròn tính điểm ấy, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt phải nhận những trận thua với tỷ số đậm, ghi được 1 bàn, thủng lưới 22 bàn. Nhưng bù lại, đúng ở thời điểm huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến hành trẻ hóa đội tuyển quốc gia, thì đó là 5 trận đấu vô cùng bổ ích. Một loạt những tài năng được trưởng thành từ giải đấu này, có thể kể đến Trương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan hay Phạm Hải Yến. Chỉ một năm sau, năm 2017, lứa cầu thủ này cùng với các đàn chị lên ngôi tại SEA Games 29, kết thúc 8 năm chờ đợi tấm huy chương vàng. Tiếp đến 2 năm sau, Phạm Hải Yến khi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết với Thái Lan, mang về tấm huy chương vàng SEA Games 30.
Và nhìn lại bảng xếp hạng châu Á của FIFA so với 3 năm trước, chỉ có đúng một sự thay đổi nho nhỏ. Nhưng để đạt đến tầm của những đội bóng hàng đầu như Australia thì chúng ta vẫn cần thời gian, vì khoảng cách giữa chúng ta với họ không chỉ là một trận đấu thắng thua trên sân cỏ. Với bóng đá Việt Nam, khó khăn chúng tôi đã nói đến rất nhiều rồi. Giải vô địch quốc gia kém chuyên nghiệp, khán giả thì chẳng mấy quan tâm, đời sống vận động viên còn gặp nhiều khốn khó. Và cuối năm ngoái một số đội bóng suýt nữa còn phải dừng hoạt động vì thiếu kinh phí. Nhìn sang đối thủ Australia mới thấy, không phải tự nhiên đội tuyển nữ của họ đang đứng đầu châu Á và xếp hạng 7 thế giới. Họ tiến xa được như vậy là nhờ một nền tảng vững chắc với một nền bóng đá nữ phát triển mà mọi nước trên thế giới đều đang mong muốn. Năm ngoái, Liên đoàn bóng đá và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Australia đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Theo đó, đội tuyển bóng đá nam và nữ của quốc gia này sẽ được chia sẻ một phần bằng nhau của các khoản thu thương mại. Khi thi đấu quốc tế, đội tuyển bóng đá nữ Australia cũng sẽ được ngồi ghế hạng thương gia trên các chuyến bay, được hỗ trợ huấn luyện với một tiêu chuẩn như các nam đồng nghiệp. Bóng đá là trò chơi dành cho tất cả mọi người và thỏa thuận mới này là một bước tiến lớn để đảm bảo rằng chúng ta sống theo các giá trị của sự bình đẳng. Theo thỏa thuận mới, đội tuyển nam và nữ Australia sẽ nhận được 24% cổ phần trong tổng doanh thu, tăng 1% mỗi năm. Trong đó, 5% sẽ được tái đầu tư vào đội tuyển trẻ quốc gia. Các cầu thủ cũng sẽ nhận được một phần tiền thưởng tăng từ 30% lên thành 40% khi đủ điều kiện tham dự FIFA World Cup và sẽ tăng lên 50% nếu lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Lần đầu tiên, thù lao của các cầu thủ sẽ được gắn trực tiếp vào doanh thu do các đội tuyển quốc gia tạo ra. Điều này sẽ xây dựng một mô hình tài chính bền vững, khuyến khích người chơi và liên đoàn cùng nhau hợp tác và phát triển. Thỏa thuận này cũng bao gồm xem xét chính sách nghỉ phép để đảm bảo phụ nữ chơi cho đội tuyển quốc gia được hỗ trợ trong khi mang thai và khi họ trở lại đội tuyển. Tất cả những điều này đã đem lại sự yên tâm và hài lòng để các nữ cầu thủ Australia cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Là một cầu thủ bóng đá nữ, chúng tôi luôn muốn được đối xử bình đẳng và đó là điều chúng tôi luôn mơ ước. Phân tích những sự cách biệt này cũng chỉ để thấy rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung khiêm tốn thì cũng phải thôi ạ. Không có gì là tự ti khi thừa nhận rằng mình khó có thể thắng một đối thủ ở trình độ như vậy, đến từ một nền bóng đá phát triển như vậy. Đó là sự thực tế và từ cái nhìn thực tế chúng ta đặt ra những mục tiêu phù hợp, nghiêm túc theo đuổi những mục tiêu đó như những gì đã làm ở trận gặp Hàn Quốc, chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều điều bổ ích. Và vì thế mà dù có xin người hâm mộ thông cảm từ sớm, thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho hai trận playoff quý giá sắp tới. Đội tuyển nữ Australia hơn chúng ta về sức mạnh, thể hình cũng như là trình độ. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực để hạn chế những khoảng cách này. Trong thời gian tập huấn vừa qua, các tuyển thủ nữ được chuẩn bị nhiều hơn về mặt sức bền, với mục tiêu là sử dụng sự bền bỉ để chống chọi lại với sức mạnh của đối thủ. Tất nhiên trong chuyên môn chúng tôi sẽ đá phòng ngự phản công với đội Australia thôi. Mục đích của chúng tôi là nhằm hạn chế những cái đường bóng bổng của đối phương vào, hoặc chúng tôi có tăng thể lực lên để chúng tôi đối kháng, để giảm bớt cái bàn thua. Phải nói là chúng tôi xác định là như vậy. Chúng ta nhiều khả năng vẫn sẽ tổ chức phòng ngự với đông quân số, đặc biệt là trong trận đấu lượt đi tại Australia, để giúp các cầu thủ quen với việc thi đấu với những đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã lựa chọn những đội bóng nam để thi đấu giao hữu. Đội nữ và thi đấu đội nam thì nó cũng ảnh hưởng, nó khác nhiều. Thế nhưng mà tôi cũng qua đây thì tôi cũng muốn là các bạn ấy thử nghiệm với đội nam, tại vì chúng ta đánh giá đội nam đội Úc ấy khỏe như đội nam. Trước những đối thủ mạnh, vai trò của các trung vệ sẽ đặc biệt quan trọng. Trương Thị Kiều dính chấn thương và không thể tham dự trận đấu là một thiệt thòi với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng việc cố gắng sử dụng một cầu thủ vừa mới hồi phục chấn thương cũng không phải là cách mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể hạn chế được những bàn thua. Nhưng sự có mặt của Trương Thị Kiều trong những buổi tập là một cách để truyền cảm hứng cho các đồng đội như những gì mà cô đã làm tại SEA Games vừa qua. Tôi nói vui thôi. Có lẽ là nếu mà có những cái cuộc thi đấu bằng tinh thần với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì chúng tôi sẽ vô địch. Đến đây thì chúng tôi lại có một suy nghĩ như thế này ạ. Đội tuyển nữ chúng ta đang nắm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á, là đương kim vô địch AFF Cup và SEA Games. Thực ra một phần là nhờ đội tuyển Australia, là nhờ họ không tham dự vào những giải đấu này mà thôi. Từ năm 2013, Australia đã là một thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF.
nhưng từ đó đến nay thì các đội tuyển quốc gia nam và nữ của Australia chưa từng tham dự các giải đấu của Đông Nam Á. Với AFF Cup bóng đá nữ, gần đây thì Australia có một vài lần cử đội U20 của mình tham dự và lần nào đội bóng này cũng vào đến ít nhất là bán kết. Hãy tưởng tượng chúng ta phải vượt qua hai vòng loại của Olympic để có được hai trận đấu quý giá với đội tuyển Australia. Vậy nếu như có thêm những dịp cọ sát hàng năm ở AFF Cup hay SEA Games với đội bóng này thì còn gì tuyệt vời hơn phải không ạ? Nhưng ở đây thì thực ra phải đặt câu hỏi theo chiều ngược lại, phải nhìn từ góc nhìn của một nền bóng đá phát triển hơn. Bóng đá Australia dù có thể nói là một thành viên sinh hoạt trong Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhưng họ luôn phải cân nhắc mình sẽ được gì từ việc tham dự các giải đấu ở khu vực này. Lần gần nhất và duy nhất đội tuyển nữ Australia tham dự giải vô địch Đông Nam Á là vào năm 2008. Khi đó, chủ nhà Việt Nam đã vượt qua được Thái Lan nhưng vẫn để thua 0-1 ở chung kết trước đội tuyển Australia. Sau đó, đội bóng này không tham dự các giải đấu tiếp theo vì cho rằng có thể sẽ làm mất tính cạnh tranh của giải đấu. Với bóng đá nam cũng vậy, đội tuyển Australia cũng thờ ơ với AFF Cup. Ở đây có hai lý do. Một là bởi thời gian thi đấu của AFF Cup vào cuối năm trùng với lịch thi đấu của giải vô địch Australia. Và hai, vẫn là chênh lệch về trình độ. Nhưng khi dư luận nước này đưa ra một giải pháp rất hợp lý cho cả hai vấn đề là để những cầu thủ trẻ ít được đá ở giải vô địch quốc gia đi tham dự, Liên đoàn bóng đá Australia vẫn không có động thái gì. Tuy nhiên trong những năm gần đây, sự xuất hiện của những cái tên như Sven-Goran Eriksson hay Keisuke Honda trên băng ghế chỉ đạo của các đội tuyển Philippines và Campuchia, giải AFF Cup với những khán đài 7 đến 80.000 chỗ ngồi chật kín và đặc biệt là sự tiến bộ không ngừng của các đội tuyển, trong đó phải kể tới đội tuyển Việt Nam, đã khiến Liên đoàn bóng đá Australia có cái nhìn khác về AFF Cup. Sức mạnh bóng đá đang gia tăng nhanh chóng ở khu vực Đông Nam Á, cùng với đó là khả năng thương mại, và điều này cũng đồng nghĩa là đây là một lựa chọn chắc chắn, đáng để khám phá. Tất cả những điều đó đã khiến Liên đoàn bóng đá Australia nghiêm túc xem xét việc cử đội tuyển tham dự AFF Cup 2020. Nếu điều này trở thành hiện thực, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam trong năm nay sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng giải vô địch Đông Nam Á sẽ hấp dẫn hơn, thu hút khán giả tốt hơn, đi kèm với sự tăng trưởng về tài chính nhờ có sự hiện diện của một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Hy vọng trong tương lai không xa, điều này cũng sẽ đến với giải đấu của các nữ cầu thủ. Chúng tôi thử tưởng tượng năm sau khi đội tuyển nữ Australia tham dự giải bóng đá Đông Nam Á. Trước giải đấu, ông Mai Đức Chung phát biểu rằng mong người hâm mộ thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành tấm huy chương bạc ở giải đấu này. Lúc đấy thì quý vị sẽ cho rằng ông tự ti hay là ông khiêm tốn ạ. Chúng tôi tin rằng sự tiến bộ của đội tuyển sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ chúng ta đón nhận những thất bại được dự báo trước như thế này. Và muốn biết thái độ ấy như thế nào thì cũng không khó đâu ạ. Chúng ta hãy nhìn vào khán đài sân Cẩm Phả ở trận playoff lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia vào ngày 11 tháng 3 tới, chúng ta sẽ biết. Đó là câu chuyện tuần này của chúng tôi. Và để kết thúc chương trình, hãy cùng nhìn lại hình ảnh thể thao ấn tượng nhất tuần qua, cùng với bóng đá nữ, nhưng là để thấy bóng đá nữ đôi khi cũng không như những gì chúng ta hình dung trong chương trình tuần này đâu ạ. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Có những phút ấm lòng chỉ con gái mới mang lại cho sân bóng. Một vị trọng tài đứng ở đường biên ân cần nhắc nhở, đừng có truyền lại, đừng có truyền. Một pha bắt việt vị bất đắc dĩ. Cảm xúc của ông trọng tài cũng đến theo một thứ tự rất rõ ràng. Ông đưa tay ôm đầu trước rồi mới đưa tay vẫy cờ. Những cậu bé nhặt bóng đứng thành hàng. Việc họ đứng theo đúng vị trí của mình là vô cùng quan trọng. Vì sao ư? Tất nhiên là cô gái nói có và cũng thật khó để cô nói không khi hàng vạn người đang chứng kiến như thế này.
con chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Sài Gòn.